Trời ơi, cho nên là mấy cái thằng mình ví dụ như là ở bên kia kêu gào mọi người dân xuống đường để mà lật đổ Đảng Cộng sản. Cái đợt mùng 29 vừa rồi nhá. Thì đã coi như là có một người dân nào nghe đâu, hiện nay những người dân đấy thì người ta sau khi được tuyên truyền thì người ta nói chung là hiểu ra được vấn đề, càng bịp bợm càng coi như xảo trá bao nhiêu thì những người dân càng căm ghét chúng mày bấy nhiêu thôi. Đấy, qua cái đợt mùng 29 là thì mới biết lòng dân như thế nào. Cho nên mấy cái thằng mà coi như là dâm chủ quậy, thích ăn mà không thích thích làm thì cứ là bảo là mẹ tôi là đại diện cho nhân dân. Nhân dân là đại đa số những người dân, người ta yêu cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chứ mấy cái thằng mà coi như là không muốn làm mà thích coi như là nằm ngửa ăn sẵn, cái tư tưởng coi như là của Việt Nam chính quyền ngụy Sài Gòn ngày xưa. Bây giờ đất nước coi như là hiện nay đang phát triển, tạo mọi điều kiện cho những người dân làm giàu. Rồi xin mời anh Nguyễn. Thì nói chung ai có tài thì làm giàu thôi, đất nước khuyến khích mà. Tự do. Rồi xin mời, xin chào anh Nguyễn. Vừa lấy bị sập à bác? Đúng rồi, vừa vừa nãy nó bị sập. Chả biết mẹ bọn nó chu nhuyễn nó đánh phá kiểu gì mà lấy mãi mới được. Em vừa sang bên diễn đàn bên kia thấy rằng ở đây có thằng Hải Nguyễn lên này, ba que Hải Nguyễn lên này, vừa vừa Hải ở Nguyễn, bên Thu Son, Hùng Phạm. Người ta người như nhà yêu chửi rồi. cho như thế. Đúng rồi. Mẹ cha cái lũ ba que. Nhưng mà bây giờ chủ đề gì đấy bác? Thì chủ đề thì bây giờ em nói thứ nhất là mình chống lại luận điệu xuyên tạc, hình như vừa nãy em muốn nói về cái chuyện nông thôn mới à, hay là ai Không, vừa lên là em khác. à, thế à? Em Ừ, lên thì bây giờ lên thì em chỉ chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng nó thôi, những cái gì bị ổi của chúng nó thì mình coi như mình nói ra để cho chúng nó hiểu và mọi người dân người ta hiểu thôi cái sự xuyên tạc của chúng nhưng nó. mà thực ra thì nói với cái việc này thì nói mãi nói hoài thì chúng nó cũng vẫn cứ thế, tại vì nó là cái bản chất của cái bọn ba que rồi, không có nó nói thành có mà có nó nói thành không. Cho nên là nói đây với bác Bằng với lại anh em là hôm qua thì em thức đến tận 3 rưỡi sáng, 4 giờ sáng Đúng vào rồi. cái nhà của José Đào ấy. Ừ. Thế thì vào thì mình xin lên thì nó không cho lên. Đấy, nhưng mà mình ngồi bên dưới mình hỏi nó mấy câu thì nó không trả lời được, thì nó bảo là nó không phải trả lời bò đỏ. Ừ. Đấy, mình hỏi nó cứ nói luyến thoáng. Thế mà hỏi nó cái việc là thế Việt Nam Cộng hòa này oai hùng thế mà tại sao lại đánh nhau mấy giặc tàu ở Hoàng Sa mà lại đụt quần áo ra đầu hàng giặc tàu, dâng Hoàng Sa ra cho giặc tàu. Thế nó bảo là cái việc này là lịch sử Việt Nam Cộng hòa nó không biết. Đúng Nhưng mà nó đã không biết là lịch sử Việt Nam Cộng hòa, thế mà nó rồi, lên cái trên vấn mạng. đề là cho người dân người ta hiểu thôi. Vì thực tế anh trả lời em đã nói qua cái vụ Hoàng Sa thì anh cũng nói với em và tất cả mọi người này. Cái chế độ ngụy Sài Gòn là một chế độ coi như tay sai cho thằng Mỹ. Thằng Mỹ bảo như thế nào thì nó phải làm như thế. Ví dụ như thằng Mỹ coi như nó bán cái Hoàng Sa cho thằng Trung Quốc rồi, sau cái cuộc gặp giữa Tổng thống Nixon và Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh thì nói chung là bây giờ nó bán cho nhau rồi thì thằng Việt Nam Cộng hòa phải nghe lời bố Mỹ thôi. Đó, đâu có lấy lại Đúng được. rồi. Đây là thế mà trong cái bài hát nó ghi là đây Hưng Đạo Vương, đây Liên Lê Trần mà chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Nói cho cái lũ ba que ở đây biết là chỉ có các ông cộng sản đây thì mới không khuất phục ngoại xâm này. Này, như là tàu nhá. Nhật nhá, Pháp nhá, Mỹ nhá, Tây Ban Nha nhá. Các ông Không, đánh cửa hết. không có biết Tây Ban Nhá. Nha, có bọn Pol Pot, Inseli, Trung Quốc. Không, Tây Ban Nha lúc Pháp bên Tây Ban Nha nó có anh ạ. Thế mà chúng mày mà viết nên oai hùng thế mà tại sao chúng mày phải tụt quần áo ra, chúng mày tự bắn giết lẫn nhau ở Hoàng Sa, chúng mày tụt quần áo ra chúng mày đầu hàng giặc tàu ở Hoàng Sa, dâng Hoàng Sa cho giặc tàu. Thế mà chúng mày viết hay thế, chúng mày nói hay thế.
À, mấy cái bọn ba que chó chết này. Mẹ chúng mày bây giờ tao hỏi chúng mày, bây giờ chúng mày thử nói một việc tốt của Việt Nam Cộng Hòa ra cho tao xem, cho chúng mày có việc tốt để chúng mày nói Đúng. không? Đấy. Cần Đấy cho nên là đúng nói rồi, là bạn thì bạn nói đúng rồi, cần quá thì phải sản xuất office, sản xuất chó mà xuất sang Mỹ thì mới được nhiều tiền đúng không? Chứ cần quá mà sản sản xuất mấy cái con office bán lại ít tiền. Mấy thằng ngu si đần độn rốt nát. đó cái bọn ngụy lô vong nô này, các ông không sản xuất ốc vít nhưng mà các ông sản xuất tên Rồi, lửa, các Sài quan Gòn nhà một lát nữa cứ ok ấy ấy mình sẽ mời lên. Không biết bạn Sài Gòn ai, mình rất thích mời những bạn mới. Rồi bạn cứ nói đi. nước đó. Và đấy thực ra thì nên em thì cũng nhiều khi nói thật với bác bằng là cũng Bức bực xúc lắm, hôm mà không cẩn đúng thận vào chửi chúng nó, nhưng mà chúng nó sợ, tức là bản bản chất của chúng nó sợ sự thật. Mà mình có cần có phải nói những cái gì ra là rồi thắng xin bảy mời cao sang gì đâu, mình chỉ cần rồi nói sự thật ok thôi, sự thật thôi, nhưng chúng rồi nó xin không mời thể mời trả lời được. bác cầm một Việt kiều bên Mỹ, những Đấy. người tiếng nói của Và những cái anh chị ở Việt kiều ở bên Mỹ, nói chung là Việt kiều ở bên đấy ấy, thì nói chung là thực tế theo cái ý của mình ấy, thì nó cái tiếng nói của các bác ấy nó lớn hơn gấp trăm lần mình đấy, nói xong đến nước Việt Nam theo cái ý của mình ấy, như thế. Cho nên là bây giờ ví dụ như có cái bác Việt kiều này yêu nước, anh chị Việt kiều yêu nước mà lên trên này nói các mình, nói chung là mong các bạn ưu tiên. nói chung là anh em mình thì còn nhiều thời Đúng rồi gian, thế là đây đúng rồi, mà lên mời các bác ở bên trực đi hải tiếp ở ngoại bên đấy, đúng và rồi các bác người ta nói về cái sự thật, tức là người ta nói cái điều thật và người ta so sánh, chứ không phải là so sánh giữa hai nước để cho chúng nó hiểu. Không thì bảo là một mình anh em mình cứ nói tốt thì nhiều khi đúng rồi nó có những cái điều. rồi Thế thì em anh cảm ơn em nhé. Rồi ở đây có vâng mấy mấy bạn muốn em lên nữa, thăm rồi dạ, anh sẽ cảm ơn em thì lần sau anh đi tham gia cùng diễn đàn cùng anh. Ok. vâng Rồi mời anh cầm. Xong rồi đến Sài Gòn, xong rồi Ngọc Hoàng. Em đang thêm anh cầm ơi. Vâng, Chào. xin chào chủ tịch ạ. Lâu lắm hôm nay mới gặp chủ tịch. À, đây Vâng. đang Chủ tịch ơi, toàn vào diễn đàn của Hà My với Ngọc Hiếu. Thấy chưa? tao tao sợ rồi, tụi mày vô nó đồn, nó nói tao là mấy đứa đó là vợ tao hết, cái đồ má làm tao ớn lắm, vô đâu tao sợ quá. À, bữa nay có một cái bức xúc mà tao muốn chia sẻ với lại tụi bay, Vâng. cái vụ mà cái bộ chữ cái gì đó của ông Nguyễn Ngọc Ngọc Đại hay gì đó, giáo sư tiến sĩ Ngọc Đại à, Không, thì đấy là cái phương pháp dạy. à, đúng rồi tôi hiểu Vâng, rồi. tức là cái học sinh lớp 1 đấy, cái phương À, pháp dạy thôi chứ còn không phải mấy cái bộ sách. Vâng. tôi nói cho mày nghe cái điều này nè, bây giờ tôi chứng minh cái điều đó là rất là tốt chứ không có sai. Dạ. Mày biết tao có cháu ngoại rồi chứ gì, 3 Vâng. tuổi học mới học lớp kindergarten ở Mỹ này được 2 tuần rồi, bắt đầu từ ngày tháng 2 tuần rồi. Hôm nay nó nghỉ, ngày mai nó đi học. Đây. Đây là cuốn sách của em đó dành riêng cho những cái đứa mà coi như là mới tập học, có nghĩa là chưa biết chữ, cái con mẹ chứ trời, vô học cái vui chơi đó. Nó gọi là Smart Start, là cái sự thông minh của sự bắt đầu học chữ á, cái thông minh bắt đầu chữ. Thì ở trong này không khác gì của ông Hồng Đại cả. Đây hình vuông hình tròn đầy đủ, thấy chưa? Đây là sách của Mỹ, Đó. giá tiền 8 đồng 99 đô, thấy chưa? Không nói láo. Đây, thấy chưa? Đấy, hình Thấy rồi gì em, đấy, hình mấy con tròn. vịt đấy, cũng mấy cái ô ô dưới đúng không? Đó, đó. Nói như vậy là ở đây là cái chương trình này ở Mỹ nó dạy. Thì tao thấy là thiết nghĩ là ở đó cái chương trình mà dạy của ông Ngọc Đại đó, đâu có gì sai.
còn đi chạm thậm chí còn đi chậm hơn các nước thế giới rất là lâu nữa. Cái điều đúng, không có gì sai cả. Thì thế tại làm sao mà chúng mày chửi? Đó là điểm thứ nhất. Bây giờ tao giải bài hết cái vụ này, đây là lần thứ nhì nữa nha. Sách ở Mỹ mới mua cho các cháu mới vừa mọc, nó gọi là lớp kindergarten, là giống kiểu như là nhà trẻ ở Việt Nam vậy đó. Vâng. Bây giờ bắt đầu tao chửi mấy thằng đồ mấy làm nghệ sĩ, văn nghệ sĩ cái đéo gì đủ má, nó múa mai quay cuồng mà nó làm một bài cải lương ở đủ má, nó chế nhiễu là hình tam giác với hình hình Trong đó có cái thằng mà gian cõi. không, tao không biết Đấy. cái đó, tao chỉ biết là nó ca nó Vâng. hát. Bây giờ nè, tụ con đĩ mẹ cái đám nghệ sĩ Việt Nam từ các Trấn Thành Trời Tứ cái thứ cải lương đủ mà đéo, tao chửi chung luôn tất cả những cái đứa đó. Tụi bay làm nghệ sĩ, tụi bay làm cái nghề nghệ thuật văn hóa, tụi bay thì tụi bay cắm đầu tụi bay làm đi, đủ má tụi bay chung vô đủ con đĩ mẹ, tụi bay biết cục cứ cái gì, tụi bay biết cái gì. Thả đa số những cái đứa nghệ sĩ ở Việt Nam mình, kể cả cải lương đó, là ngày xưa đó, là đủ má tụi cái nước mướn không, mà gọi là cái nước mướn rồi chỉ biết câu ca giọng cổ một hai câu là lên làm nghệ sĩ. Bởi ông cha ta thường nói cái câu là đủ má sướng ca vô loại, điều đó không bao giờ sai, thấy rõ ràng từ hồi xưa giờ. Có cái từ hết đã gọi là sướng ca vô lại thì từ từ cái bản thân cái tư cách của nó ra không có rồi. Người ta nói cho mày nghe, bởi vì tao nói thiệt mày, từ cái con nào không biết mày dính líu vô ba cái vụ này là thiệt mày, tao chửi sặc mặt luôn, đồ má đồ thứ đồ, con gái thì nướng lộn, con trai thì nướng cặt, đồ má đồ thứ chó đẻ tụi bay, đồ má tụi bay không bao giờ để tụi bay yên, tôi không bao giờ để đất nước yên, mà cái này đúng chứ không sai, mà đúng tụi bay cũng chửi. Mẹ Mà toàn thằng mấy cha thằng dốt nát viết gì vô từ si đần đủ độn. dân mặt cho mới nhỉ, đủ mẹ tụi bay, đủ có thứ chó đẻ, tao chửi thẳng luôn tất cả những cái đám nghệ sĩ Việt Nam luôn, tao không có tên tuổi hoặc là không có cái đi liên hệ với cái cuốn sách này, tao cũng chửi luôn, bất kể đứa nào mà là nghệ sĩ tao chửi hết á, tại cái bản thân của nó không ra gì, là bản thân của nó là, bởi tao nói là sướng ca vô loại là chỗ đó, đủ mẹ tụi bay thứ gì đủ mà cái đéo gì tụi bay cũng 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 nói được. Một lần nữa dơ lên tụi bay coi, đây là sách năm mới học của các cháu chưa biết chữ, Rồi Sài Gòn rồi. hiểu chưa? Đó tao nói rồi đó, có nghĩa là đây là độ ô vuông hình tam giác đủ thứ đây, thấy nè, thấy chưa? Mẹ chắc là dạy chứng tàu ấy. Chứng Đúng, tàu. cái này để dùng cho những cái đứa bé mà nó mới tập tỉnh và phân sắc, nó có màu số rồi ô vuông, rồi sau này bắt đầu lồng chữ vào đúng cái ô vuông đó, rồi bắt đầu nó ghép thành thành vần, cái điều đó không có gì sai cả. Đủ mẹ đồ thứ gì đâu, đủ mẹ tụi bay thiệt tình, tao thiệt là cái bản thân của tao từ xưa giờ tao đã nói là tao không chính trị chính em gì cả, mà tụi bay chửi thì tao cho tụi bay chửi thoải mái, nhưng mà phải chửi cho nó đúng, tao thích sự thật, tụi bay nói sự thật 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 và thật, cái chữ sự thật quá dễ đối với tao, mà tại sao khó khăn đối với tụi bay dữ vậy trời, tụi bay làm mấy cái chữ thật tụi bay rồi ông già ông già ông già ông cố nội tụi bay rồi làm tụi bay kiêng cử hay sao, tụi không nói dám là thiệt, lên để làm thì nói tầm bảy tầm ba đủ, một nói hai ba thì nói bốn, nó không có gì mà trúng với cái gì hết, đồ cái ngu học đủ đồ, kể cả tao thì có nói thử là tao gom hết đóng vô, kể cả nghệ sĩ cải lương cải liếc gì chân tân nhạc cái chó gì đâu, tao chửi láng hết á, tại vì sao, tại nó xâm phạm, nó làm nghệ thuật nó biết cái trục chức gì chính trị, nó biết cái cục cức gì khoa học, nó biết cái cục cức gì vấn đề giáo dục, mà nó có Ngôn xíu bỏ ngữ, vô vâng, biết gì về ngôn ngữ. không biết một cái gì hết, giống như kiểu như đụ mày bắt cái thằng nông dân rồi đi cái lúa mày vô đụ mày vô chạy máy computer ba ba mày đi đi làm computer, nó biết cái gì đâu mà làm, đụ má tụi mày thôi được rồi, tao xuống đi. Vâng, như thế là chửi là cho nó ấy luôn. Rồi, xin cảm ơn bác Cầm. Bác chửi nó câu nữa. Xong rồi trước khi xuống. Đủ má tụi bay.
Rồi đang trên ối chào giờ. Anh chào Rồi anh. Xin chào em. Dạ, em chào tất cả mọi người trên diễn đàn của anh nha bằng. Thế anh Cam chửi hay quá. Đúng như vậy đó. Đúng rồi. Đúng là anh Cam nói đúng, ở bên này con nhà em nó cũng học như vậy. Bắt đầu lớp 1, lớp 2 cũng học, bắt đầu lớp 1 nó cũng học hình vuông như thế và hình tròn như thế, tượng trưng cho những con những cái chữ con số. Mặc dù là đầu Sài Gòn chậm. Không có, nó cũng không có phải đọc bằng chữ cái đầu tiên mà nó sẽ học đúng như vậy. Em có cái quyển mà sách lớp 1 á ở bên đó hiện tại ở Em đấy. lại em vừa hỏi con gái là con còn có sách lớp 1 không đưa cho mẹ xem, nhưng bảo là con trả rồi, vẫn thì... con trả à, cho con chả. À, đấy. rồi Em thôi sẽ chịu. đi mua, em sẽ đi mua, em giúp anh cầm, em ngày mai em rảnh em sẽ đi mua về, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là sách lớp 1 nó như vậy. Bây giờ Đúng Việt rồi. Nam chúng ta thì anh biết không, ba quê thì cứ nói là Việt Nam 43 năm không tiến bộ, cũng chẳng có một công trình nghiên cứu nào khi chúng Đúng ta rồi. bắt đầu bước chân vào cái lĩnh vực là Rồi tí toán học chờ đi. học học theo kiểu là ở nước ngoài học theo kiểu điện tử thì bắt đầu là lại chửi Cải bây tiến thì giờ nó lại chúng ta chửi. sẽ... Chửi đây bây giờ là theo tàu. bây giờ chúng ta mới bập bẹ theo thôi mà đã cứ cuống ngang cường lên, trong khi đấy là đất nước người ta đã mấy chục năm nay người ta học kiểu như vậy rồi. Việt Nam chúng ta bây giờ mới bắt đầu học thí nghiệm vài trường thôi mà đã tùm lum, nào là ca sĩ, nào là diễn viên, rồi nào là hài, rồi một số trường hợp cũng có tên tuổi trên mạng lên thiết kế, lên sáng tác những cái bài hát quá là về xúc phạm những cái sách lớp 1, cái là không chấp nhận được. Bây giờ anh phải lên trên này, anh em càng lên dày và dày lịch vào để mọi người ở nước ngoài họ có chứng minh. Như em bây giờ em rất em chủ quan, em không có nghĩ hôm nay là như vậy, nhưng mà em vừa hỏi con em thấy anh Cầm nói hay quá, em vừa hỏi con em giảm rồi, ngày mai em sẽ đi mua Ok. em chứng minh luôn. Bây giờ muốn muốn đất nước chúng ta văn minh thì phải học như vậy chứ, bây giờ là cứ suốt ngày cứ chửi. Mà chẳng, mặc dù anh có tin không, những người mà làm cha làm mẹ có thậm chí là trình độ lớp 1, lớp 2 không đọc tìm hiểu, không hề tìm hiểu một cái Đúng gì rồi. mà con sách, cả cứ thấy là hình vuông hình tròn là mang cái đốt sách của con, mặc dù không hề tìm hiểu một chút nào. Em lên án những cái hành động như vậy đó. Em đang nấu cơm dở em bỏ cái áo ra cái lại. Ok. Em lên án những cái bậc phụ huynh anh ạ. Em thấy buồn quá. Phụ huynh mà khi về hỏi con giải thích thì người ngoài như bọn em xem live stream thì bọn em rất là hiểu, con bé giải thích rất là hay, mình rất là hiểu, dễ hiểu. Mà tại sao người làm cha làm mẹ không hề hiểu gì, xong phong tục là mà mang sách của con nốt đi. Mang sách của con nốt đi. Mà những người live stream xem live stream như bọn em là thấy Ok. con bé giải thích rất là dễ hiểu anh ạ. Cái con bé nhỏ nhỏ 7 tuổi giải thích, mình là người ngoài mình xem livestream mình thấy dễ hiểu quá, đơn giản thôi mà. Có cái gì đâu mà không hiểu. Thế mà tại sao một người cha làm mẹ, thậm chí là người phụ nữ luôn, làm đàn ông em không có nói, người phụ nữ mang sách của con đốt. Mà khi con giải thích thì người mẹ chẳng hiểu gì. Chứng tỏ người mẹ không có trình độ mà không có tìm hiểu, không có trình độ cũng không tìm hiểu và cũng không có tư vấn của, không được sự cái tư vấn hỗ trợ của từ giáo viên. Mà mang đốt sách của con, em thấy trường hợp hai clip như vậy rồi. Em thấy buồn cho một số phụ huynh mà là nhất là phụ làm mẹ nữa, em buồn lắm. Em bảo tại sao không tìm hiểu kỹ, mà Việt Nam chúng ta bây giờ mới học thôi anh à, còn cái nước phương Tây họ học lâu rồi. Con thì em đầu tiên sang cũng học như vậy, chúng ta cũng Đúng học đâu có chữ cái đâu. Nhưng mà khi mà các em thuộc những cái hình tượng trưng như vậy, những cái hình mẫu như vậy, hôm sau em quay em học chữ rất là nhanh, rất là nhanh anh ạ. À, cái con em một đứa thì học lớp 1 mới sang, một đứa thì 18 tháng mới sang, mà các cháu học rất là nhanh, có cái kỹ năng như vậy rất là hay. Tại sao Việt Nam chúng ta muốn tiến bộ mà không có chịu phát thì phát có, đi không có chịu tìm hiểu kỹ? phải có cải cách để cho kiểu kiểu bọn trẻ hiện nay nó thông minh hơn mình rất nhiều nhiều, cho nên là Thông mình minh hơn nè. cái giáo dục nó phải đuổi theo cái bọn nó nghe chưa? Chứ Ngày xưa có như anh em mình ngày xưa a bờ cờ y đó, cred nghe chưa? Đấy. nó y correct rồi hả? Cái gì mà giữa đôi bạn bạn giữa đôi giữa 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 đôi gì đó, âm kép âm đơn gì đó, trời bây giờ nó Đúng rồi. không bỏ. Bây giờ ngày xưa cái thời ông với bà với mẹ mình là làm xóa mù chữ, thời anh em mình ngày xưa là học là cũng đã cải cách một ít rồi. Đúng rồi. Mỗi ngày nó theo thời cuộc và theo cái sự trình độ, theo một cái sự mà cái tuổi trẻ của các con cháu mình bây giờ nó thông minh, nó giỏi, cho nên chúng ta nó phải vượt bậc vượt trội chúng ta, nên ta phải mừng, ta phải hân hoan, ta phải ủng hộ, và ta phải tất cả phải đều phải ủng hộ cho tương lai con em Đúng hay rồi. không. Một người số người cha mẹ em không tưởng tượng con cái giải thích em nghe em hiểu cực kỳ, nhưng mà ôi trời, phải vui quá, rất là dễ hiểu. Nhưng mà
người mẹ với người bố mang đốt sách đi vào mắng cô giáo là không cho con đến trường. Và một đứa trẻ con hỏi là ba không cho con đến trường thì con không biết chữ thì sao, ở nhà tao dạy. Đủ má mày, tao dạy ở nhà tao dạy. Nói trước mặt mặt một em bé 7 tuổi như vậy thì em không tưởng tượng được cái nền giáo dục Việt Nam ta làm sao mà đi lên được. Em không chấp nhận, em không ủng hộ chuyện đó. Đúng rồi. Đây con em đây này. Đây. Đấy, con bé. Agrep a bờ cờ giờ đời em không cần chuyện đó. Đầu tiên nó vào nó chơi hình đã. Chơi hình xong có một cái số câu bên trên y chang vậy và nó tương ứng với những cái hình bên dưới. Rồi sau là đến một tuần sau, hai tuần sau em quay em học bằng những cái rất là nhanh. Rất là nhanh. Em vui, em chơi, vừa học vừa chơi mà. Tại sao chúng ta không ủng hộ đi mà bây giờ cứ những cái người hình như là không có trình độ. Em không phải, em xin lỗi anh, em không khinh đâu. Em không khinh. Nhưng mà họ không có trình độ, họ không chịu học. Một là không chịu tìm hiểu. Người có trình độ mà không chịu đi tìm hiểu. Em không trách những người không có trình độ, mà em trách những người mà không có trình độ mà không chịu tìm hiểu anh ạ. Đúng không ạ? Không có trình độ nhưng mà không chịu tìm hiểu là em trách những người đó. Rất là hay, em thấy ok, giỏi hay, rất là hay. Con cái mình học như vậy giỏi, tiến bộ bây giờ chúng nó thông minh lắm anh. Một cái đứa bé 7 tuổi mà về nó giải thích tất cả các thứ bằng người cha, cái người ba mà cầm quay, thế là vậy con hiểu không? Con rất hiểu. Con vui không? Con vui. Con thích học cái kiểu này không? Con thích học. Như vậy là một cái người đó rất là có cái sự tiến bộ. Chứ còn người, những một số những clip mà người cha, người mẹ quay lên xong rồi chửi cô giáo, chửi đảng, chửi bộ giáo dục là bắt đầu đổ má, đổ mẹ trước mặt con, đốt sách cho con. Em thấy không chấp nhận một người cha, người mẹ như vậy thì làm sao mà con cái mình nó khá được? Thậm chí những người nó khả năng là không có trình độ, chắc chắn là không có trình độ lớp 1, lớp 2 cho nên nó con mà không. Thằng này có cái... Tức là hiện nay tất cả những chữ trong tiếng Việt, cái sách nó bọt đấy, không có một cái điều gì cả. Chỉ phương pháp dạy nó khác đi thôi, vì trẻ con nó thông minh dạy khác đi thôi. Đấy, chứ là có cái từ nào kỳ lạ, nói đi. Không có khác, không có từ nào kỳ lạ đâu, chẳng có cái từ nào. Đấy, từ nào kỳ lạ. Bạn chữ cái, đúng không? Chỉ là thay đổi cách thức học của em bé thôi. Ngày xưa chúng ta vào là cứ A, B, C, mặc dù nói với cô giáo mà có biết quá chỉ là chữ A, chữ B, chữ C đâu. Học cả tháng chứ chắc là thuộc bằng, đã thuộc bằng chữ cái. Nhưng bây giờ các em nhìn mà phát thì em ứng dụng được luôn. Vậy chúng ta phải vì tương lai của nên chúng ta phải ủng hộ. Chứ tại sao chúng ta lại cứ làm cái gì cũng chửi âm, mặc dù chẳng là biết ở trong nó biết cái gì. Và cách của con mình nó học như thế nào. Không có tâm lý mà hỏi con mà chơi với con mà mình mà người cha mẹ mình như bạn với con đó, mình thủ thì hỏi con đi, con có hiểu hay không? Con có hứng thú, con có cảm thấy thú vị khi con học cái chương trình hay không? Khi mà cái đứa bé, một đứa bé trong sáng đi hỏi già về nhà hỏi trẻ mà hỏi con có thích học không, nó thích, con thú vị không, thú vị, con có hiểu không, con hiểu. Như vậy là mình tin tưởng tuyệt đối vào cái nền giáo dục Việt Nam tại bây giờ rồi, tuyệt đối tin tưởng vào cái bộ cải cách của lớp 1 rồi. Tại sao con, khi mà con ấy cảm thấy nó hứng thú, nó học cái chương trình này thú vị mà người cha người mẹ nó chửi giáo viên. Nhưng mà bây giờ này, tức là ở thành phố Hồ Chí Minh tùy theo các sở giáo dục người ta có áp dụng vào hay không cái vấn đề. Mà trước khi nhá áp dụng phương pháp dạy này thì người ta đã áp dụng ở một số trường thực nghiệm rồi, chứ không phải là ụt một cái là đưa vào ngay đấy. Cho nên là bây giờ mình, Bộ Giáo dục của Đào tạo ở Việt Nam không ép buộc các sở giáo dục đưa chương trình này vào, cho nên một số sở giáo dục người ta chưa đưa vào đấy. Mà hiện nay ở 63 tỉnh thành của nước Việt Nam thì là rất nhiều tỉnh thành, phần lớn các tỉnh thành đã đưa vào rồi. Nhưng riêng mình, theo mình tìm hiểu, hiện nay Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chưa đưa vào áp dụng phương pháp giảng dạy này nhá, chứ không phải thay đổi cái gì hết. Nói phương pháp giảng dạy này, và hình như ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu người ta chưa áp dụng phương pháp giảng dạy này. Ở Tây Ninh cũng chưa. Về hôm nọ em xem một clip là chị có một cái chị phụ huynh thì nói là ở Tây Ninh hay là bên kia gì đó chưa có. Chị ta cái người mẹ đó, cái người phụ huynh nó muốn đi các nhà sách để mà mua sách giống như mà mọi người đang nói thì không có. Có nghĩa là cái tỉnh nó, cái trường nó chưa được thí nghiệm mà nhà, cho nên là không có hoàn toàn là sách cũ. Không thay đổi một chữ một nét nào, chỉ là trời ơi, mày bây giờ mày cứ gõ hình vuông hình tròn cái này thì mẹ bố thằng nào ấy được. Thấy chưa? Nhưng mà có phải hình vuông hình tròn là không có chữ bên trên đâu. Không anh. Có chữ bên đây. Chữ bên trên vẫn hai hàng văn thơ rõ ràng mạch lạc.
Chứ bây giờ em đố anh mà vào lớp 1 khoảng tầm 1 tháng như ở Việt Nam hay nửa tháng như Việt Nam mà các em đọc được bài thơ như vậy, nếu mà các em thuộc A cộng với B cộng với C, em đố anh đọc như vậy, bây giờ các em bé vào đọc bài thơ thuộc và khi mà nhìn hỏi bất cứ vô tình hỏi bất cứ ô vuông nào các em trả lời đó là mình chỉ cần trả lời như thế này thôi. Tức là tất cả các này là mình thay đổi phương pháp dạy học. Đấy chưa? Cái dạy chữ cho các em coi như càng ngày càng coi như là vì các em hiện nay thông minh rồi, đúng không? Thì dành cùng mình phải thay đổi cái cách dạy để cho các em có tiếp thu được nhanh hơn. Đấy, còn lại ví dụ ở bên Mỹ đấy, vừa nãy cũng là chữ ở trên hình vuông hình tròn ở dưới đấy. Là ai em sẽ đi lấy, em sẽ hướng mọi người, em sẽ đi mua bằng được cái cuốn sách lớp 1 để xem qua ở bên tiệm như thế nào cho mọi người xem. Chứ bây giờ mình phải tiến bộ, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiến bộ, phải đi lên, phải vươn rồi thì bây giờ là Tri Tông đâu, mình sẽ muốn mời những bạn